Mến chào cô chú anh chị và các em. Thảo mới vừa đi vô farm á, thấy tới mùa một số trái cây đặc sản ở miền Bắc California. Bữa nay vô chợ thấy người ta bán rẻ quá nên quay cho cô chú anh chị và các em coi. Lần đầu Thảo thấy người ta bán hộp walnut nè. Thấy, 45 đô một bao vậy đó. Bao nhiêu dễ sợ luôn. Lần đầu Thảo thấy luôn. Rồi mình về mình đập thôi. 35 phao là cỡ 15 kg á. Bao vậy 45 đô la. Người ta lột cái vỏ màu xanh ra rồi. Còn trong đây là một cái vỏ cứng, ở trong là hộp nè. Có cái nó bể ra mình thấy nè. Giống như cái bộ ốc vậy đó. Này là hạt ốc chó. Walnut. Trái walnut đó màu xanh nhỏ nhỏ giống trái chanh vậy đó, có cái vỏ mỏng. Bữa Thảo vô farm á, thấy cái farm này á thu hoạch rồi, còn một mớ trái ở trên cây nè. Trái như vậy già rồi đó ha, hái được luôn rồi. Nên bây giờ ở ngoài chợ bán nhiều lắm. Cây walnut này nè, hay gọi là ốc chó đó, thì thân gỗ lớn, cao to, tàn rộng. Trái màu xanh xanh. Trái này có một lớp vỏ mỏng ở ngoài, rồi ở phía trong có một lớp vỏ rất là cứng và dày, giống như gáo dừa vậy đó, mà nó nhỏ thôi. Rồi phía trong nữa mới là một lớp ruột đặc béo thơm ngon. Bữa nay đi chợ thấy chợ này bán trái cây vào mùa đó, ngon quá mà nhiều loại nữa, giá cũng được lắm. Chợ này là bán trái cây chiên giống như là về trái cây vậy đó. Mùa này có nho nè, đủ thứ loại nho hết, trái bự, trái nhỏ, màu xanh, màu đỏ, màu tím. Rồi mùa này có bắp nữa, dưa, các loại dưa, bây giờ là dưa thu hoạch luôn nè. Cái này dưa lưới ha, màu vàng, loại trái to, dưa hấu thì có nhiều loại lắm. Cái trái nhỏ, trái trung bình, rồi trái thiệt là to luôn. Bắp thì 1 đô 3 trái. Đem lựa phụ cho. Bắp ăn tốt cho sức khỏe nên nhà Thảo hay mua bắp. Còn cái này là dưa hấu nè. Thảo trồng á, mà mình trồng nhà cũng không có to như vậy nữa. Cái loại này là loại nhỏ đó, bự hơn cái bàn tay mình xẻ một chút. 1,5 đô một trái. Mình trồng mình tưới nước mấy tháng trời ha, bán có 1,5 đô. Ở miền Bắc California thì khí hậu một năm có 4 mùa. Mùa hè thì trái cây nhiều nhất luôn. Tại vì mùa xuân khoảng tháng 3 cây bắt đầu ra trái. Rồi bây giờ là thu hoạch nè. Trái này là trái mơ, 1 đô la gần nửa ký một phao. Ăn ngọt ngọt thơm thơm. Apricot. Tới mùa đông á thì cũng có trái cây nha, ở đây có trái cây hoài à. Nhưng mà mùa đông thì ít hơn và giá nó mắc hơn. Mùa đông là tầm khoảng cuối năm. Từ mùa xuân tới mùa thu á thì trái cây giá được được. Bây giờ á mình đi qua chợ Việt Nam nha. Chợ Mỹ á thì người ta bán những cái loại trái cây ở xứ ôn đới này thôi. Còn chợ Việt Nam á thì có bán những trái cây ở xứ nhiệt đới nữa. Giống như những cái khu mà có khí hậu á nóng, nóng ẩm, trồng được mấy cái cây nhiệt đới nè. Nhập khẩu qua đây giá mắc. Còn mấy cái trái trồng được ở đây thì giá rẻ. Đây là ở ngoài trung tâm của thành phố San Jose, California. Ngoài đây có cái chợ bán sỉ, giá được lắm. Nên mỗi lần gia đình Thảo đi chợ á, hay chạy từ nhà tới cái chợ này á, khoảng 20 phút lái xe. Cái này là chợ Đại Thành ở downtown San Jose. Nghe nói là sắp mở một cái chợ nữa gần nhà Thảo luôn á. Đi bộ ra được luôn. Tại ở đây á, bác sĩ nên mình ra mua cái gì cũng thấy nó hơi rẻ rẻ hơn chút hết trơn á. Bữa nay á, trái cây á, thì có chôm chôm nè, gần 2 đô la một phao. Đó, Thảo thích ăn chôm chôm lắm. Còn mình mua nguyên thùng luôn thì người ta bán rẻ hơn. Còn xoài nè,
khoảng 5 đô la ăn ký. Có trái dải nữa. Rồi bữa nay thích nhất là còn cherry á. Tại vì á, mấy tiểu bang ở phía Bắc á, California nằm ở phía Nam, cuối hết trơn của nước Mỹ ở phía Tây Nam, gần giáp với Mexico. Cái mình đi lên phía Bắc á, vẫn còn nhiều nơi á, bây giờ cherry mới chín, người ta chở xuống đây bán. Còn chôm chôm á, thì ở bên mấy cái tiểu bang mà nó hơi nằm thấp xuống, cái nhiệt độ nó nóng lên á, người ta trồng được chôm chôm với dải nè. Ở chỗ Thảo á, thì trồng dải khó, mà đi xuống miền Nam California trồng dải nhiều lắm. Ở đây bán gần 3 đô một phao á. Còn cherry nè, cherry có hơn đô la một phao à, là khoảng 1 ký á, 1 ký khoảng gần 2 đô rưỡi đó. Cherry ngon, trái ngon, nhưng mà không biết chua hay ngọt thôi, mình mua về mình ăn mới biết. Tại người ta cột một bịch vậy, người ta bán cho mình đó, lựa từng bịch từng bịch. Nhưng mà thấy trái tròn đều đẹp, trái cứng nữa. Trong đây thì người ta có bán mít xẻ sẵn nữa nè. Mít cũng của mấy kiểu tiểu bang mà có khí hậu nóng á, trồng được mới đem qua đây. Còn ở chỗ này thì Thảo cũng có gieo cây á, mà trồng biết lớn rồi có trái không. Cherry ha, trái tròn đều đẹp ha. Chợ bán nhiều trái cây lắm, trái cây nhiệt đới nhiều nè, như thanh long cũng có nữa. Thanh long ở đây mắc nha, như Thảo trồng vậy đó, thấy cũng được, nhưng mà chưa có ai trồng một cái vườn thiệt là lớn để bán. Ở đây mấy trái cây nhiệt đới ít, khó trồng nên giá cao, mà mọi người rất là thích ăn, nên muốn mua trái cây nhiệt đới thì mình vô mấy cái chợ của người Việt ha. Ổi nè, lần nào Thảo vô Thảo cũng mua ổi. Ồ, bữa nay có nho móng tay nữa nè, mọi người thích nho móng tay ha. Trái dài dài như ngón tay của mình vậy đó, mà cũng không có mắc tiền lắm nha. Nho khoảng 3 đô nè. Rồi nho móng tay thì Thảo thấy rẻ hơn nữa đó, hơn 2 đô à, phao. Cái nho móng tay này cũng ngọt lắm, ngon. Từ thành phố San Jose á, để đi xuống mấy cái farm mà trồng trái cây, rau cải đồ đó, thì đi khoảng nửa tiếng là tới vùng nông thôn mà. Sẽ thấy những cánh đồng bát ngát, trồng rất là nhiều rau cải luôn. Bữa nay đi hai chợ, chợ Việt Nam để mua trái cây nhiệt đới, chợ Mỹ để mua mấy cái trái cây của ở xứ ở đây. Mỗi lần đi chợ về á, là đầy tủ lạnh luôn. Ở đây á, tủ lạnh nó có sức chứa nhiều, nên một tuần hai tuần mình mới đi chợ một lần, ăn hết rồi mình mới đi chợ nữa. Thường á, gần nhà Thảo cũng có mấy cái chợ nữa, nếu thiếu á, thì chạy ra mua thêm. Bữa nay á, đặc biệt là có mua một cái món mà Thảo thấy là ngon nhất luôn nè, là một sùng chôm chôm. Tính ra thì hơn 1 đô rưỡi một phao. Một thùng này á, gần 25 đô la. Tươi ngon ha. Người ta cột sẵn một bịch vậy luôn á, mua lần một thùng vậy luôn. Chợ này bán sỉ nên á, nhiều người đến đây mua hàng á, mua sỉ luôn nè. Có cái xe ha, để cái này giống bột hay gạo gì vậy đó, lên chiếc xe của mình luôn, mua một số lượng lớn á. Thường mấy người có cơ sở kinh doanh về ẩm thực á, Thảo thấy người ta hay đến mấy cái chợ bán sỉ mua. Cái bịch đựng đồ á, nhiều và giá tương đối nữa. Còn bữa nay thì má chồng Thảo mua xoài. Ở bên nhà má chồng Thảo thích ăn xoài. Một tuần ở bên đây đi chợ một vài lần thôi, mà một lần đi nhiều vậy đó cô chú anh chị và các em, đầy một cốp xe luôn. Cảm ơn cả nhà mình đã cùng gia đình Thảo đi chợ Mỹ và chợ của người Việt nha. Hẹn gặp lại trong những video mới. Chúc cô chú anh chị và các em có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chúc cả nhà mình luôn bình an trong cuộc sống nha, sớm qua khỏi đại dịch. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.